Thực hiện kế hoạch số 156 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 3 tháng 3 năm 2022, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch số 09 và tổ chức khai mạc tháng công nhân lần thứ 14 và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 với nhiều nội dung sáng tạo, gợi mở nhiều loại hình hoạt động phong phú, tạo tiền đề để cơ sở tổ chức tại đơn vị. Theo đó, các cấp công đoàn thành phố tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa các hoạt động tháng công nhân, tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin kết quả các hoạt động qua các kênh truyền thông báo chí, chương trình truyền hình công nhân công đoàn, trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của tổ chức công đoàn, sổ tay công đoàn, tuyên truyền phổ biến pháp luật qua chương trình giờ thứ 9, phù hợp với các cấp độ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn người lao động. Các cấp công đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã thăm hỏi tặng quà cho 918 công nhân bị tai nạn lao động với tổng kinh phí chăm lo ước tính gần 700 triệu đồng, trao tặng 24 căn mái ấm công đoàn cho gia đình các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa bị hư hỏng, dột nát, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện sửa chữa, cải tạo với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Chương trình Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình online và trực tiếp đã có gần 70.000 người lao động được thụ hưởng từ 652 doanh nghiệp tham gia ký kết phúc lợi đoàn viên, ước tính số tiền trên 15 tỷ đồng. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với Hội Đông y thành phố, chương trình vì sức khỏe người lao động chăm sóc hậu COVID-19, tổ chức ngày hội vì sức khỏe người lao động cho 500 nữ công nhân lao động tại quận Bình Tân. Hưởng ứng chương trình này, các công đoàn cơ sở đã tổ chức 478 chương trình ngày hội vì sức khỏe người lao động, chăm sóc sức khỏe cho 50.099 người lao động. Phối hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức chương trình trao sổ tiết kiệm công đoàn Việt Nam đợt 1 cho 114 trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn đã mất do dịch COVID-19. Xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Với trọng tâm này, đã có 5.066 đơn vị tổ chức gặp mặt đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền doanh nghiệp với cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động, 4.478 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, 6.469 doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết 4 cuộc tranh chấp lao động tập thể. Ngoài ra, các cấp công đoàn tổ chức 668 lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, ôn lý thuyết, luyện tay nghề. Có 280 doanh nghiệp đơn vị tham gia tổ chức hội thi tay nghề với 83.009 người lao động tham gia và đã có 55.709 người lao động được nâng lương bậc thợ. Tôn vinh biểu dương công nhân lao động trong các phong trào thi đua. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Đã có 1.987 đề tài nghiên cứu khoa học, 5.705 sáng kiến mới áp dụng vào chuyên môn. Từ đó, cấp thành phố tuyên dương 244 gương công nhân lao động tiêu biểu, 1.677 gương được tuyên dương các cấp trong phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, 10.744 gương tuyên dương cấp cơ sở công nhân lao động tiêu biểu. Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình Về nguồn, Thủ đô gió ngàn với 82 gương là công nhân lao động tiêu biểu cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng, nhận bằng lao động sáng tạo tiêu biểu, gặp gỡ với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tuyên dương 50 tình nguyện viên tiêu biểu đại diện cho 18.000 tình nguyện viên trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Với chủ đề tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động thành phố chủ động tổ chức các hoạt động đảm bảo trong công tác phòng chống dịch như hội thi online, tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động, tọa đàm các giải pháp đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, lớp huấn luyện về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên. Tiếp tục phát động phong trào thi đua xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2022 đến các công đoàn cơ sở. Tiêu biểu như khối thi đua 3, tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên 2022. Liên đoàn Lao động quận 8 tổ chức lễ phát động ngày an toàn lao động, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng an toàn vệ sinh viên. Chiến dịch cao điểm 40 ngày thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 giai đoạn 1. Trong chiến dịch cao điểm 40 ngày thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, Liên đoàn Lao động thành phố đã chủ động tổ chức họp giao ban hàng tuần của các đơn vị, bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, định hướng việc đề ra các sáng kiến thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố đã hoàn thành được 57.834 sáng kiến của đoàn viên người lao động, tỷ lệ 115%, hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 sớm 4 ngày so với kế hoạch đề ra. Đứng thứ hai của cả nước với 16.000 sáng kiến lĩnh vực giáo dục, hơn 3.700 sáng kiến lĩnh vực y tế, 20.000 sáng kiến khối hành chính sự nghiệp, hơn 11.000 sáng kiến khối sản xuất kinh doanh. Ước tính kết quả làm lợi của người lao động cho doanh nghiệp đạt 1.500 tỷ đồng. Tiêu biểu trong phong trào này, Công đoàn ngành giáo dục thành phố, Công đoàn viên chức thành phố, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân, quận 6 đã đạt vượt tiêu chí trước thời hạn. Hiệu quả mang lại của chương trình đã được người sử dụng lao động trân trọng, ghi nhận biểu dương và nhân rộng những giá trị làm lợi của công nhân lao động trong việc đóng góp vào sự phát triển sản xuất của doanh nghiệp. Thông qua đó, người sử dụng lao động luôn có chính sách ưu đãi để giữ chân người lao động. Đối với người lao động, qua chương trình đã giúp họ tự tin hơn trong đề xuất các giải pháp cải tiến kỹ thuật sáng tạo trong lao động và được trân trọng những đóng góp của cá nhân vào sự phát triển chung của doanh nghiệp và của thành phố. Hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 14 năm 2022 được các cấp công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều loại hình phong phú sáng tạo đã thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Công tác truyền thông lan tỏa và tạo được hiệu quả cao, kịp thời thông tin tuyên truyền các mô hình, cách làm sáng tạo, hoạt động có ý nghĩa. Sự chủ động linh hoạt của các cấp công đoàn trong việc lựa chọn nội dung, sáng tạo trong phương thức hoạt động là điểm nhấn quan trọng tạo nên sự thành công trong Tháng Công nhân lần thứ 14 tại thành phố Hồ Chí Minh. Văn minh hiện đại mang tên Hồ Chí Minh.